Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài 3, vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên. Một nhỏ, vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đối xứng. Tính đối xứng thể hiện muôn hình muôn dạng trong tự nhiên. Hình ảnh con chuồn chuồn có vẻ đẹp tinh tế, mỏng manh, màu sắc hài hòa, mang lại nhiều hứng thú cho các nhiếp ảnh và hội họa. Cánh hoa được sắp đặt hài hòa, tinh tế, từ hình dáng, màu sắc rực rỡ và quý phái, tạo cảm hứng cho các nghệ nhân thiết kế trang phục và nội thất. Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn có vẻ đẹp lộng lẫy, tráng lệ và uy nghiêm, là một tuyệt tác kiến trúc đô thị của Sài Gòn. Như vậy ta thấy là tính đối xứng thể hiện rất đa dạng và phong phú trong tự nhiên qua những hình ảnh vừa rồi. Tiếp theo là hình ảnh con cua, hình ảnh một bông sen đá và hình ảnh con công xòe. Tất cả những hình ảnh có trên màn hình đều có tính đối xứng. Sau đây chúng ta cũng coi video để biết được sự đối xứng trong tự nhiên. Hai nhỏ, tính đối xứng trong khoa học, kỹ thuật và đời sống. Hình dạng của con chuồn chuồn và máy bay có giống nhau không? Em có một phút suy nghĩ và trả lời. Như vậy ta thấy là máy bay và chuồn chuồn thì đều có cánh và đều có trục đối xứng. Tính năng thì tính đối xứng ở máy bay và chuồn chuồn để giữ thăng bằng cho chúng. Như vậy máy bay và chuồn chuồn là có gì tính năng là giống nhau. Và đều có trục đối xứng. Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng, tâm đối xứng và hình nào vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng? Một phút suy nghĩ thì trả lời. Như vậy đầu tiên ta xét hình vuông. Mình thấy là hình vuông là vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng. Tiếp theo là hình thăng cân. Hình thăng cân là chỉ có trục đối xứng và không có tâm đối xứng. Hình tròn. Hình tròn vừa có tâm đối xứng và vừa có trục đối xứng. Hình thoi. Hình thoi là vừa có tâm đối xứng và vừa có trục đối xứng. Hình tam giác cân. Có một trục đối xứng và không có tâm đối xứng. Tam giác đều thì có ba trục đối xứng và không có tâm đối xứng. Hình chữ nhật thì vừa có tâm đối xứng và vừa có trục đối xứng. Hình bình hành chỉ có tâm đối xứng và không có trục đối xứng. Như vậy ta tổng kết lại và ghi vào vở cho cô. Các hình có trục đối xứng: hình vuông, hình thang cân, hình tròn,
hình thoi, tam giác cân, tam giác đều, hình chữ nhật. Hình có tâm đối xứng là hình vuông, hình tròn, hình thoi, hình chữ nhật và hình bình hành. Như vậy hình vừa có tâm đối xứng và vừa có trục đối xứng là hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn và hình thoi. Như vậy ta thấy trong tự nhiên có rất là nhiều hình có trục đối xứng và có tâm đối xứng. Mình có thể tìm thêm một vài hình ảnh trong thực tế mình thấy là hình có trục đối xứng, tự viết là vở. Tính đối xứng trong tự nhiên thường xuất hiện trong thế giới động vật và thực vật để làm giúp chúng cân bằng, vững chắc để tạo nên một vẻ đẹp độc đáo. Vậy chúng ta thử tưởng tượng nếu một con chuồn chuồn hai bên không đối xứng thì chúng có bay được không? Tính đối xứng còn có trong công nghiệp chế tạo như là khi làm đường ray, làm máy bay hoặc làm tên lửa. Ứng dụng tính đối xứng để giúp các vật này có tính cân bằng, hài hòa và vững chắc. Ngoài ra thì trong hội họa, kiến trúc và xây dựng cũng ứng dụng rất là nhiều cái tính đối xứng, như đền Thay Maha, tháp Eiffel, tháp đôi. Thực tế là nước mình cũng rất là nhiều cái công trình kiến trúc ứng dụng cái tính đối xứng này. Phần còn lại chúng ta về tự tìm hiểu trong sách giáo khoa và tìm hiểu thêm ngoài thực tế về tính đối xứng.